Kính chào quý vị và các bạn, tôi là Hải Anh. Hiện tại tôi đang đứng tại thành phố đảo nhiệt đới đa sắc màu đầu tiên tại Phú Quốc. Dự án Mây Home Capital Phú Quốc được phát triển và đầu tư bởi tập đoàn Tân Á Đại Thành. Chắc hẳn tất cả các bạn đều rất quen thuộc với câu hát Tân Á Đại Thành, phồn vinh cuộc sống Việt. Vâng, với thông điệp muốn lan tỏa sự phồn vinh đến cho quý khách hàng, quý nhà đầu tư, tập đoàn Tân Á Đại Thành đã và đang phát triển một sản phẩm đa sắc màu với cộng đồng dân cư đa sắc màu, cộng đồng kinh doanh đa sắc màu, ẩm thực đa sắc màu tới quý nhà đầu tư, tới quý khách hàng. Khi đánh giá một bất động sản, người ta thường quan tâm tới 3 thứ. Thứ nhất là vị trí, thứ hai là vị trí và thứ ba cũng là vị trí. Mây Home Capital Phú Quốc nằm tại lõi trung tâm của đảo Ngọc, nơi tiếp hàng triệu du khách hàng năm tới tham quan và du lịch tại Phú Quốc. Và Phú Quốc cũng là nơi có thời gian lưu trú trung bình cao nhất, lên tới 3,3 ngày trên một du khách, trên một chuyến tham quan du lịch. Chính vì vậy, Mây Home Capital Phú Quốc dễ dàng có thể thu hút rất nhiều nguồn khách du lịch đến từ Nam đảo cũng như là Bắc đảo. Các bạn có thể nhìn thấy trên sa bàn, từ Mây Home Capital Phú Quốc có thể dễ dàng thuận tiện di chuyển đến tới các địa điểm, ví dụ như cách sân bay Phú Quốc chỉ 10 km, cách thị trấn Dương Đông 18 km, và nằm tại vị trí cửa ngõ dẫn vào thị trấn An Thới, Nam Bãi Trường. Mây Home Capital Phú Quốc kết nối vào tuyến đường DT975 huyết mạch và các điểm đến nổi tiếng như cách bãi Sao 4,5 km, cách bãi Khem và cáp treo Hòn Thơm 6 km. Các bạn có thể nhìn thấy trên sa bàn, Mây Home Capital Phú Quốc giai đoạn này đang chia làm 5 phân khu: phân khu Rosada, Aqua, Aricot, Coro và Olive. Ngày hôm nay tôi rất vinh dự được đưa quý nhà đầu tư, quý khách hàng đi trải nghiệm căn hộ thực tế tại dự án Mây Home Capital Phú Quốc. Nhưng trước khi vào nhà mẫu, quý vị có thể thấy đây là hàng cọ Malaysia. Chủ đầu tư đã rất chăm chút từ những chi tiết nhỏ, ngoài cái việc che chắn ánh nắng cho cư dân. Hàng cọ Malaysia này còn có nhiệm vụ thanh lọc không khí, giúp cư dân có thể trải nghiệm một cuộc sống thuần khiết tại lõi trung tâm của đảo Ngọc. Và các bạn có thể nhìn thấy những ô cửa sổ đa sắc màu càng làm tô điểm thêm thông điệp của chủ đầu tư là thành phố đa sắc màu, kinh doanh đa sắc màu, cộng đồng du lịch đa sắc màu, ẩm thực đa sắc màu. Nơi tôi đang đứng là căn shop house Diamond, sở hữu vị trí vô cùng đắc địa với 3 mặt tiền, và chiều dài của căn shop house là 11m và chiều rộng là 7,5m. Tại đây chúng ta có thể nhìn trực tiếp ra con đường tỷ đô kết nối với những khách chuỗi khách sạn nổi tiếng tại Phú Quốc. Khác với các dự án khác tại Phú Quốc chỉ tập trung vào phân khúc nghỉ dưỡng và du lịch, thì tại Mây Home Capital, chủ đầu tư đã cung cấp cho quý khách hàng và nhà đầu tư đa dạng hơn những sản phẩm khác. Đầu tiên là phân khúc nghỉ dưỡng như khách sạn và mini hotel. Thứ hai là nhu cầu an cư, vì tại đây đang được quy hoạch là khu đô thị. Ngoài ra, dự án tại Mây Home Capital nằm trong quỹ đất 6% sở hữu sổ đỏ lâu dài cực kỳ hiếm hoi của Phú Quốc. Ở đây cũng được quy hoạch đồng bộ, ví dụ như trường học quốc tế liên cấp. Quý vị có thể cho con cháu học ở đây từ cấp 1 đến cấp 3 mà không cần phải di chuyển ra các khu vực khác tại Phú Quốc cũng như các tỉnh thành khác. Thứ hai là trung tâm y tế đạt chuẩn quốc tế đầu tiên tại Phú Quốc. Ngoài ra thì dự án cũng cung cấp đầy đủ các tiện ích như là công năng như trung tâm mua sắm, siêu thị, không gian vui chơi giải trí, đáp ứng mọi nhu cầu cho cư dân. Tiếp theo nữa là quý khách có thể đặt trụ sở công ty, đặt văn phòng tại các căn shop house này. Và cuối cùng, như quý khách có thể nhìn thấy, đây là một không gian kết hợp vừa để ở và kinh doanh. Xin mời quý khách tham quan và trải nghiệm. Với việc sử dụng đa công năng trong một căn shop house, thì đây chủ đầu tư đã bố trí một không gian lối đi riêng dành cho chủ nhân căn hộ, để không phải lẫn lộn giữa việc kinh doanh và sinh sống.
Ngay tại cửa căn hộ đã có hệ thống chuông cửa thông minh giúp gia chủ có thể nhận diện được đâu là người thân người quen và mở cửa ngay từ trên tầng. Tách biệt với không gian đi lại của chủ nhân căn hộ, đây chính là không gian dành cho việc kinh doanh và buôn bán. Hiện tại thì chủ đầu tư đang bố trí layout của một quán cà phê. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây phong cách thiết kế rất là đơn giản. Tuy nhiên, điểm đặc biệt của tầng 1 của căn shop house này chính là khoảng tầng cao 4,2m. Đây là một điểm hiếm có tại My Home Capital nói riêng và tất cả các đại dự án khác nói chung. Với việc bố trí khoảng tầng cao 4,2m và không gian tầng 1 sáng thoáng rộng rãi thế này, tại tầng 1 có thể hoàn toàn tiếp được lượng khách từ 40 đến 50 người nằm trong không gian của tầng 1. Ngoài ra thì tại cái căn hộ này sẽ có khoảng lùi trước và sau là 5m. Vì thế chủ nhân có thể tiếp tục kê bàn ghế ra và tiếp thêm được rất nhiều khách cho quán cà phê này. Sau đây, Hải Anh xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đi lên không gian tầng 2 của căn shop house. Như quý vị có thể thấy, chủ đầu tư hết sức tinh tế trong việc lựa chọn đá của cầu thang chính là đá nhập khẩu từ Italia, giúp cho tuổi thọ cũng như là độ sáng bóng được giữ gìn được lâu dài. Về thứ hai là yếu tố phong thủy rất là quan trọng trong việc lựa chọn căn hộ, thì tất cả các cầu thang trong căn hộ đều kết thúc bằng bức sinh. Điều này sẽ giúp cho chủ nhân được hưởng rất nhiều vượng khí cũng như tài lộc khi lựa chọn căn hộ tại My Home Capital Phú Quốc. Tôi đang có mặt tại tầng 2 của căn shop house Diamond, cũng giống như bố trí của tầng 1 thì tầng 2 cũng để làm không gian để kinh doanh quán cà phê. Bố trí thì có một chút khác biệt. Thứ nhất là cái không gian sẽ rộng rãi hơn. Ở đây sẽ có thể tụ tập được những nhóm bạn lớn để trải nghiệm không gian cộng đồng. Thứ hai là sẽ có những bức vách ngăn tạo sự riêng tư cho các nhóm bạn. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây sẽ có những tấm bàn rất là lớn để cho một nhóm khoảng tầm 10 người có thể tham gia trải nghiệm uống cà phê, trò chuyện hoặc là dự tiệc cùng nhau. Tiếp tục, không gian này cũng bố trí rất tương đồng với tầng 1. Các bạn có thể thấy, khi càng lên cao thì bố trí khung cửa sổ Euro Window ở đây càng to hơn để giúp căn hộ có thể đón được nhiều ánh sáng và không khí tự nhiên. Ngoài ra, ở hành lang của chúng ta có thể thiết kế bố trí trồng hoa, trồng cây giúp căn hộ thêm xanh mát. Vừa rồi quý vị và các bạn đã được trải nghiệm không gian kinh doanh của căn hộ này. Sau đây tôi xin mời quý vị và các bạn lên tầng 3 để chúng ta tiếp tục xem và khám phá không gian sinh hoạt của gia chủ. Xin mời. Hiện tại tôi đang đứng tại tầng 3 của căn shop house. Nơi đây được bố trí không gian sinh hoạt chung của gia chủ. Các bạn có thể nhìn thấy đây là một phòng khách rất rộng lớn để tiếp đón những vị khách quý của gia chủ. Tiếp theo là không gian bàn ăn với hơn 10 người có thể ngồi tại đây. Và kết nối tiếp theo nữa là phòng bếp. Điều này sẽ giúp cho không gian của căn hộ sẽ được thông thoáng và rộng rãi hơn. Đồng thời, các thành viên trong gia đình khi thực hiện bất cứ một hoạt động gì như nấu ăn, ăn uống hoặc vui chơi, giải trí đều có sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình với nhau. Tôi đang đứng tại không gian bếp của căn shop house. Đây có lẽ là khu vực mà tất cả các chị em phụ nữ thích nhất trong căn hộ. Các bạn có thể thấy căn hộ đã được trang bị đầy đủ các thiết bị nhập khẩu như bếp từ hút mùi của Hafler, kể cả những thiết bị như vòi nước cũng của Maloca. Ở đây chúng ta có cả máy rửa bát, tủ lạnh. Tất cả các thiết bị này sẽ giúp cho gia chủ thuận tiện trong việc nấu nướng cũng như cung cấp chất dinh dưỡng cho các thành viên trong gia đình. Ở cạnh bếp này thì sẽ có một cái ô cửa sổ. Khi chúng ta nấu ăn thì mùi sẽ bay trực tiếp ra ngoài này, không ảnh hưởng đến các khu vực khác trong căn hộ.
Tiếp theo nữa, bên cạnh là khu vực lô gia, chúng ta có thể sử dụng làm phơi đồ, đặt máy giặt và làm dàn phơi thông minh. Không thể thiếu được trong tất cả các căn hộ sang trọng, đó chính là khu vực nhà kho. Ở đây chúng ta có thể bố trí nhà kho để những đồ ít sử dụng trong căn hộ hoặc làm phòng cho người giúp việc. Tôi đang đứng tại tầng 4 của căn shop house. Tại đây thì bố trí 3 phòng ngủ. Trong đó, đầu tiên là phòng ngủ master. Xin mời quý vị cùng vào xem và trải nghiệm. Do là phòng ngủ master nên căn hộ được bố trí đầy đủ công năng của một phòng ngủ master. Đầu tiên là bàn làm việc cho gia chủ. Tiếp đến là giá sách, có thể đựng được rất nhiều sách và tài liệu giúp gia chủ có thể làm việc tại ngay phòng ngủ master của mình. Không gian làm việc và phòng ngủ master được chia cách nhau bằng một bức vách, tạo nên sự riêng tư giữa người làm việc và không gian nghỉ ngơi. Các bạn có thể thấy tại phòng ngủ master của căn hộ được thiết kế tất cả không gian đều là những bức kính tràn viền như này. Và hướng trực tiếp của căn hộ này, đây đang là hướng đông. Khi buổi sáng bình minh, các bạn thử tưởng tượng ra khi mình vừa mở bức rèm này ra, có thể dễ dàng hít thở bầu không khí trong lành và đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Phòng ngủ master được bố trí đầy đủ không gian thay đồ, bàn trang điểm cũng như nhà vệ sinh. Điểm đặc biệt tại căn hộ này là nhà vệ sinh được bố trí cả bồn tắm lẫn bồn tắm đứng. Và đặc biệt hơn nữa, chúng ta sẽ có cửa sổ để giúp cho không gian vệ sinh được thông thoáng cũng như là tiêu diệt vi khuẩn. Đây là phòng ngủ thứ hai trong 3 phòng ngủ của căn hộ. Mặc dù là phòng ngủ nhỏ, tuy nhiên cũng được bố trí đầy đủ công năng, ví dụ như tủ quần áo, bàn trang điểm và phòng vệ sinh cũng có bồn tắm như phòng ngủ master. Tôi đang ngồi tại khu vực quầy bar tại tầng thượng của căn shop house. Tại đây được bố trí đầy đủ công năng của một quầy bar đích thực. Gia chủ có thể dễ dàng tổ chức các buổi tiệc nướng BBQ tại không gian bên cạnh cùng với các vị khách quý và gia đình của mình. Không gian sân thượng của căn shop house là nơi duy nhất chúng ta có thể ngắm bình minh vào buổi sáng và hoàng hôn vào buổi chiều. Tại đây, gia chủ có thể phóng tầm mắt ra 3 dãy núi Radha, Vô Hương và Kiến Văn. Đồng thời, với phong thủy tọa sơn hướng hải giúp cho gia chủ có thể nhận được tài lộc và vượng khí cho căn hộ của mình. Không gian tiếp theo của tầng thượng được bố trí một bình lọc nước của Tân Á Đại Thành. Điểm đặc biệt của căn hộ này đó chính là việc chủ đầu tư bố trí hệ thống lọc nước 3 lớp của tập đoàn Trung Hôn Nai Hàn Quốc, giúp cho gia chủ có thể sử dụng nguồn nước tinh khiết trong việc sinh hoạt hàng ngày. Gia chủ có thể uống nước trực tiếp tại vòi. Trên tầng thượng được bố trí những tấm pin năng lượng mặt trời giúp gia chủ tối ưu chi phí sinh hoạt cũng như bảo vệ môi trường. Vậy là chúng ta vừa kết thúc chuyến tham quan trải nghiệm thực tế căn shop house Diamond tại My Home Capital Phú Quốc. Với hệ sinh thái kép, quý khách hàng sẽ có chốn an cư cao cấp lý tưởng tại thiên đường nghỉ dưỡng và có thể kết hợp vừa kinh doanh tại ngay chính ngôi nhà của mình. Tại My Home Capital Phú Quốc, từ 200m là quý khách hàng và khách du lịch sẽ được hưởng một tiện ích 5 sao. Và tổng cộng chúng ta sẽ có 59 tiện ích khác nhau cùng với 123 điểm check-in giúp quý khách không cần phải đi đâu mà vẫn hưởng tất cả trọn vẹn cuộc sống đáng đẳng cấp tại My Home Capital Phú Quốc. Hiện tại chúng tôi đang có rất nhiều chính sách bán hàng hấp dẫn và rất nhiều ưu đãi dành cho quý khách hàng, quý nhà đầu tư trong giai đoạn này. Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ với đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn.